Hello các bạn, bây giờ Tám sẽ gọi cho chị Giáng Ngọc để Tám hỏi thăm chị nha các bạn. Hello các bạn, xin chào các bạn đã trở lại với YouTube của Tám Cẩm Thơ. Bà lo bà nói chuyện sao nó chở tôi đi vòng vòng nãy giờ không tìm được cái sao bắt. Không phải là nó chạy làm cho nó Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh bà Tám Cam Thơ. Ủng hộ Tám bằng cách like and subscribe nhé. Thank you các bạn. Ngọc đang làm gì đó? Đang may mask. Thật sự ra thì mình không có giống như những người khác, tức là những anh chị mà thợ may thì họ giỏi rồi. Còn hồi nhỏ thì tại vì chị cũng có học về fashion design, rồi cũng thích về may, rồi con gái lớn mà, cho nên bà ngoại người Bắc nữa nên khó lắm cái gì mà bắt học đó. Thì cũng có học thêu, học đan, học may, học đủ thứ á. Thì học đó thì cũng biết may chút chút, nhưng mà may không phải giỏi, chỉ là may trong nhà thôi. Dù như mình sửa quần, sửa áo hay là làm gì chút chút thì ok, chứ còn kêu may giống như mấy anh chị thợ may thì không may được. Hay giỏi quá ha. Ủa mà sao cái mask của mình là mình tự chế ra, tự vì những cái thời gian này những thời gian không làm gì hết, rảnh không có đi hát, không làm gì hết, ở nhà chỉ có nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa xong rồi nguyên buổi tối biết làm gì giờ. Ôi cái này cũng là một cái nguồn vui của mình làm là cho cái thời gian nó qua mau, đúng không em? Rồi mình vừa may mình vừa coi phim hay mình vừa coi YouTube thì cũng vui, coi bà Tám Cẩm Thơ Tám là còn cười đúng không? Đó thì vậy thôi. Xong rồi may, nhưng mà mấy cái này thì mình may thì mình bỏ, tại vì á dạo này á nếu mà mình đi ra ngoài mình mua đồ thì mình sẽ biết vải, những cái tiệm vải là nó đóng cửa, nó không có mở. Chỉ có duy nhất một cái chỗ mở là Walmart thôi. Mà Walmart vải bây giờ nó cũng hết rồi, chứ người ta mua hết không còn luôn. Mình á thì với Lộc nghe nói là vải là vải cắt nước. Có một cái loại vải cắt nước, thì cái loại vải này nó là cắt nước nè, tại vì nó có chất ni lông chút xíu trong cái cơ tinh nữa. Thành ra nó sẽ làm bí hơn, nhưng mà thật sự nó tốt hơn. Mà may ba lớp như vậy thì mình nghĩ là nó ok. Bây giờ thì nhà thương những cái mask mà tốt, chẳng hạn như N95 hay là mấy cái mask mà để người ta đi trong nhà thương người ta cần á, thì mình nghĩ cái lý do tại sao mình may là thứ nhất, mình may cho những người thân trong gia đình, cho bạn bè, cho những người cần, chẳng hạn như những bác lớn tuổi trong nhà, biết là có cha mẹ lớn tuổi mà không mua được mask, tại bây giờ đâu có mua được đâu, không ai mua được cái thương á. Thì có nhiều người tội nghiệp lắm, tại tức là họ không mua được mask luôn, đừng nói chi nhà thương. Mà nếu mà ai có mask thì mình cũng kêu gọi là họ giúp cho nhà thương bằng cách là mang vô cho nhà thương. Còn mình là cái người bình thường ở ngoài, mình không có phải đụng tới bệnh nhân nhiều, cái quan trọng là mình chỉ cần nghe thì sự ra giống như chị cũng giống như em, tức là mình không có biết gì, mình chỉ coi trên YouTube, coi trên TV, người ta chỉ cái gì mình làm cái đó, mình thấy nó hợp lý thì mình làm thôi. Chứ thiệt sự nhiều khi mình làm xong rồi cái quan niệm xong mình lại coi cái YouTube rồi nó nói ô cái đó nó không có work, cái rồi nó ủa sao kỳ vậy, người này chỉ là làm cái gì đúng, người kia khác chỉ không đúng, mà mình không biết làm sao. Nhưng mà thôi kệ, mình làm là để cho mình cảm thấy an tâm cái đi, đúng không em? Chị may được mấy cái rồi? Chị may cũng khoảng chừng chị mới may đi thôi, chị may được khoảng chừng 20-30 cái gì đó. Ủa gì vậy? Một ngày đó, nếu mà thật sự một ngày nếu mà mình may, mình ngoài công việc gia đình, tại vì mình đâu phải mình ngồi mình may dạ, không ngoài đâu, mình phải nấu nướng, mình phải dọn dẹp, sáng thức dậy là phải nấu nướng dọn dẹp rồi lau nhà. Tại vì hồi xưa lúc mà con cái không có ai cũng phải đi làm thì không ai ở nhà hết thì mình không lo. Còn bây giờ không đi học, không ở nhà, không làm cho nó rốt cuộc. Thay vì ngày xưa mình đi làm cái gì, mình thấy của mình đi làm mà sao mình rảnh, mình làm xong mình về nhà là mình không có việc gì làm. Nhưng bây giờ đó mình làm còn nhiều hơn hồi xưa cuối cùng mình đi hát, nói là đi hát nhưng mà nhiều khi mình qua trước một ngày mình nằm ở trong hotel mình cũng relax được một ngày, đúng không em? Nhưng mà lâu lâu trốn nó rồi, nhưng mà đi trước một ngày qua đó mình relax, mình đọc coi phim này nọ, nhưng mà nó cũng là một cách để mình enjoy cái life của mình, tức là mình vừa làm việc vừa gặp khán giả vừa vui với bạn bè. Còn giờ là coi như là trời ơi,
Dạ em dạo này móng tay đâu rồi, móng tay đâu rồi? Ờ thì em đưa móng tay thì nhìn chắc hết hồn luôn nè, con móng tay nó cùi nó phục ra còn chút xíu đó. Làm từ cái hôm bữa tới nay móng tay em là còn nhiều đó, móng tay chị là nó ra gần nửa luôn rồi nè. Em không đâu dám đi ra ngoài làm đâu, thì ở nhà có cô con gái cũng cũng giỏi lắm thì cũng biết làm. Ủa vậy hả? Em coi YouTube khéo tay vẽ nè rồi làm đủ thứ thì mình cũng nói chứ nếu như mà muốn thì con làm cho mẹ, nhưng mà mình nói thôi bây giờ cứ đợi cho nó ra hết rồi tính sau. Nhưng mà dạo này không có đi dài, tại vì có nhiều người cũng vậy, không phải một mình với Ngọc đâu. Chứ Ngọc thấy là Hương Thủy nè, Như Ý nè, nhiều người lắm. Tức là bây giờ là cắt móng tay xác hết, tại vì như vậy đó, để cho vi trùng nó không có nằm ở trong. Anh Quang à. Ê Ngọc ơi, anh Lê Quang có khỏe không? Khỏe khỏe nhiều lắm rồi. Trời trời, hôm nay thấy mặt tươi tỉnh rồi, good rồi. Ok. Nhưng mà trước em cũng hỏi thăm anh hoài, tại vì dạo này bị như vậy cho nên không dám ghé tới thăm ai hết á. Sao dám? Thứ nhất là không có. Chắc chừng dần 10 ngày nữa hết rồi. Thiệt không? Thiệt á. Ai đồn? Vì hôm qua ông Trump điện mà ông cho đi, ông cho mấy lính điện không có tin. Ok, giữ sức khỏe cả nhà nha Ngọc nha. Dạ, anh cũng vậy nha. Ok, yeah. Bye bye. Dạ, yeah. Nhưng mà anh Quang thấy hôm nay mặt mày sáng sủa ok rồi đó. Rồi. Mới rửa mặt á, mấy bữa chưa rửa. Mới rửa mặt á, mấy bữa chưa có rửa. Vậy hơi tối. Ở nhà đâu có gặp ai đâu, rửa mặt làm gì. Ok, dạ yeah. Rồi, nhưng nhanh lẹ qua thèm mấy đồ ăn nhà nhắn Ngọc quá. Yeah, bữa nào làm mắm ruốc cho. Trời ơi. Ừ, có biết ăn mắm ruốc không? Đâu có được ăn mặn đâu chị. Ồ, vậy hả? Tức là tử không ăn mặn luôn. Không có được ăn mặn. Ồ, về đúng rồi. Tại thật sự ra nha, mình còn đỡ. Còn chẳng hạn những người như là anh Lê Quang thì chị nghĩ là phải càng giữ kỹ hơn. Là tại vì ảnh là người không có khỏe của người đó, cho nên ảnh sẽ rất là dễ bị dính. Mà dính rồi là mệt lắm. Ủa chị là... Chị mà cái sao chị có cái máy may vậy? Cái máy may này là của... Đúng ra đó thì chị có một cái máy may lớn, máy may mà may, tại vì hồi xưa đó mình học về may, mình cũng học trong trường cho nên mình có mua một cái máy may lớn luôn á, máy may mà professional luôn á. Nhưng mà máy may này cũng là good lắm, máy may này bây giờ thì nó gọn hơn nhiều. Xong rồi cái mình để bên nhà của bà ngoại rồi thì bây giờ đâu có qua lấy được. Xong rồi nhưng mà cái máy may đó thì nó hơi bị chật nhà. Bự còn cái này cho tiện hơn, mình để ở trong phòng trong nhà mình góc nằm ngồi cũng được, mà mình để như vậy thì ngồi nó sáng nữa. Thì cái máy may này là của con gái. Vậy con gái Giáng Ngọc thì cũng may, cũng biết may rồi cái kỳ đó sinh nhật của chị có người tặng cho cái máy may này, cái gì mình mượn kéo hèn chi nó. Ủa đâu có sẵn cái máy may mà may hay vậy? Nhưng mà nhà là dù như bây giờ mình lên gấu quần, lên gấu tay cái gì thì mình làm được. Tại vì mấy cái này dễ lắm. Lúc trước em cũng tính mua cái em để nhà mình nhậm chật quá. Không, cái này gọn lắm em thấy không? Tức là nó chút xíu vậy. Nó có cái cục thôi phải không? Bê tới bê lui được. Yeah, bê tới bê lui được. Cái mình may là mình may một dọc vậy đó, cái hồi một hơi mình cắt sau. Nhưng mà một ngày cũng may được khoảng chừng, nếu mà trời ơi, mấy chục cái là chuyện bình thường. May là nhiều khi 20 cái là thường á. Rồi chị mua bắt may nhiều 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 thì chị đem đi đâu? Thì cho rồi cho người nào cần, rồi có nhiều người họ xin cho gia đình thì mình cho con cái mỗi người vậy đó. Sao lấy tới nhà xong rồi thảy ra ngoài gần ngoài để ngoài đường cho người ta tới người ta lấy. mình nhà bạn bè đồng gần mình chó cái cửa nó cũng chạy. Trời, xong rồi nói chứ còn mấy cái mask kia thì cho nhà thương, còn có nhiều anh chị cũng trong nurse mình quen á, rồi cái mình cũng tặng, cũng đưa cho họ, tại vì nhiều khi họ nhà họ mang hay là nhìn họ mang những cái mà pro ở trong, xong họ đeo này ngoài. Yeah. Thì sau đó họ về. Yeah. Thì họ có thể giữ được, họ giặt đi giặt. Yeah. Xong rồi cái mình ngâm vô trong bleach á, với lại ấy đó, mình giặt thôi, sạch lắm. Thì đó, thì cái đó cũng good. Nghĩ thôi kệ, nó ngồi làm cho vui. Con của chị hả, là ngày nào cũng tập thể dục. Tại vì có thằng thứ ba là Hy Lạp,
là học dạy về training trong fitness á, dạy về cho người ta training tập thể dục á. Yeah. Cho nên Hy tập dữ lắm, ngày nào Hy cũng mở garage, không có đi xa, nhưng mà tại vì kế bên cạnh nhà là một nguyên cái park. Mà cái đó là cái trường học, cái park của trường học, một cái sân của trường học, thì bây giờ trường học là đóng cửa hết rồi, cho nên cái sân nó rộng, không có ai hết trơn á. Chạy bộ vòng vòng đó nha, cả nhỏ con gái cũng vậy, rồi uống vitamin rồi tập thể dục, tại vì giờ đâu biết làm gì ngoài chính để tập thể dục rồi giữ sức khỏe, không lẽ gì cứ ngày nào cũng nặng ngủ chán chết. Cho nên mình làm mấy cái này coi vậy nó cũng mau hết thời gian lắm. Dạ, đúng rồi, tối đó nó hết thời gian, chứ bây giờ ở nhà làm gì. Giống như em ánh Rang cũng có một cái công việc là em có thể nói chuyện với tất cả các bạn ở xa, thì cái đó cũng là một cái vui đúng không? Dạ, em làm quay rồi edit rồi em post xong quay là hết giờ hết ngày. Dạ. Đó là một cái, mà bây giờ đây là một trong những cái mà hay nhất để mà mình coi như là, thứ nhất là mình làm để mang cái niềm vui đến cho mọi người, tức là mình chỉ là muốn chia sẻ với vui, rồi cái ta coi ta cũng thấy vui, rồi bạn bè được dịp nói chuyện với em. Dạ. Thì cái đó chị thấy là một cái hay, rất là hay luôn. Dạ. Nhưng mà thì là cái thời bây giờ trong cái thời buổi này thì mình hỏi thăm ai được thì mình hỏi thăm chứ chị, đúng không? Đúng rồi. Chứ với lại cái quan trọng là mình chia sẻ nè, mình khi mà mình nói chuyện, thì dụ như giờ chị làm các nhà trong nhà chị để chị giữ sạch sẽ, thì khi chị nói chuyện nhiều khi các bạn nghe được thì các bạn nói ô cái đó tôi cũng thấy rất là hay đó, để tôi làm trước rồi dụ như giờ chính bản thân chị cũng vậy, tức là chị cũng nghe em nói chuyện với các bạn khác và các bạn cũng chia sẻ là ô các bạn đó sập như thế nào, các bạn nghe ô khá lý quá, cái mình cũng bắt trước theo các anh chị đó. Đó là cái cách hay nhất trong những mùa như vậy, tức là cái nhất là mình chia sẻ những kinh nghiệm để mà mình xây dựng để tốt cho nhau, thứ hai nữa là mình chia sẻ những cái yêu thương để mình có thêm tinh thần để mình vượt qua. Chứ còn chị nói thiệt, giờ thời buổi giờ đã khổ ngồi ở nhà không có làm ra tiền, mà bố cứ trong nhà lây quay vậy mà còn cứ lên rồi cứ tức giận rồi chữ la nói gì này nó riết rồi, trời ơi sao mà đời sống thấy mà chi mà tự nhiên mình tự mình buộc mình vô một cái dây mà coi như là mình tự mình xiết cổ mình hồi nào hay đúng không? Tại vì mình tự mình làm khổ mình, khi mà mình nhìn thấy tỏa những cái xấu là tự nhiên con mắt mình mà chỉ nhìn thấy những cái xấu là tức, tự nhiên cái lòng của mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Còn nếu em trong cuộc đời em đừng nhìn cái đó, ví dụ như vậy em có thấy cái đó xấu cũng chẳng khe, đi dòm chỗ khác đi, mình cứ nhìn những cái tốt hoặc là mình làm những cái tốt là tự nhiên mình thấy sống thoải mái, mình không có phải bực mình. Mình không bực mình là mình sống sướng rồi. Còn cứ ngày nào mình cứ ngồi đó mình bực mình vì những cái chuyện của người khác mình thấy mình khổ rồi đó. Đúng không? Chị thì Facebook của chị thì người ta biết rồi, nhưng mà khán giả đó người ta nói ủa Giáng Ngọc sao lâu không thấy giờ có khỏe không ta, thì sẵn đây thì giống như là em gọi mọi người để em hỏi thăm là có khỏe không. Đúng rồi, bây giờ nè cho coi. Bây giờ ở trong nhà là đây là cái bàn máy may nè, cái góc này là để mình may đồ nè, thì vải mình để đây ha. Xong rồi bàn máy may ở đây, nhưng mà cái được cái góc này thì mình nhìn ra sau là cái vườn ở phía sau rồi nó cũng có cửa sổ, rồi nó có bàn thờ Phật ở đây. Tại vì mình là đạo Phật, với lại bố của Giáng Ngọc là nhạc sĩ Tùng Giang, là bàn thờ của ông. Còn bên này là mình để những cái hình ngày xưa của bố Sài Gòn ngày xưa nè, rồi đây là hình của bố hồi xưa nè, tức là bố mà trong nhà thời mà Strawberry Four đó, đóng phim rồi chơi nhạc, lúc đó có cả chú Tuấn Ngọc nè, nhiều lắm các ca sĩ, chú Đức Huy đó là thời đó. Rồi ở sau sân của mình thì nó có cái hồ bơi, đúng rồi đó chị, tại vì cái cửa thì nó cũng tên mình ngồi đó thì nó cũng sướng, là tại vì nó xong rồi ở sau thì mình có một cái vườn nho nhỏ để mình ngồi mình relax. Rồi cũng có tivi nè, tivi thì tại vì ông chồng mình ông phụ lại đóng sổ mũi rồi ngày nào cái ra quét hết trơn á. Rồi phía sau này thì mình có một cái bếp nho nhỏ để mà nướng thịt rồi này kia đó, giống như là nhiều khi mình chiên cái gì mà nó bơ dơ đó thì mình bỏ, mình hay là mùi làm mắm ruốc thì ra đây cho nó đỡ. Em là em đến nhà chị Ngọc hoài em thấy rồi, nhưng mà các bạn thì chưa có thấy, sẵn chị giới thiệu giới thiệu cho các bạn luôn. Ở ngoài sân mình có một cái tượng Phật cũng dễ thương ha, cũng rất là đẹp nè, thấy chưa, đẹp lắm. Rồi mình có một cái bàn tay đó, rồi cái đây
gặp hồ bơi. Hồ bơi, trời ơi, có bơi không chị Ngọc? Hả? Có bơi không? Hình như là từ hồi mua vô cái nhà này là 5 năm rồi là mới nhảy xuống một lần. Ê, coi như là em là coi như em qua nhà chị làm phái lắm rồi đó, nhưng mà không bao giờ có dịp nào để giới thiệu cho các bạn biết cái nhà của chị nó đẹp như thế nào hết. Nhà thì nhiều là thứ lắm, treo tùm lum la, có nào là tôm cua gì chị đi. Em nhớ chị có một cái toilet ở ngoài sân đó là đâu rồi, nó nằm đâu rồi? Cái này đặc biệt nha, là tại vì mình có một cái sân nhỏ nhỏ thì giờ mình nhìn vô đó gì là mọi người khi mà có party hay gì là bạn bè là tới chơi là ngồi nhậu nhẹt gì. Xong rồi cái tiện chủ như mấy ông á, mà quan trọng là ông chồng em lo qua đây đi, cái toilet đây nè. Trời ơi, chị dành cho mấy ông nhậu ngoài sân. Mấy ông thôi. Mấy ông nhậu ngoài sân. Còn mấy bà thì có toilet trong nhà, nhưng mà nếu vậy thì tiện, đỡ đi ra đi vô thì rất đông. Mà đây nè, nhà đây nè, còn có mấy cái cây này là cây trúc nè. Cây này là lúc trước là Hoài Tâm cho chị nè, ba cây nè. Đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Đó, Hoài Tâm cho đó, mà hôm nay nó tươi quá trời nè. Đó, xong rồi tối cái cũng treo đèn ở trên đó là đèn. Rồi tối bật lên ngồi hưởng thụ, enjoy. Đó, xong rồi ở nhà thì này là trong nhà. Nhưng mà có một cái là được cái là hồi xưa làm cho Teletron, cái cũng mua một số những cái đồ của Teletron, bây giờ nằm nhà enjoy thôi. Mình có ghế massage của Teletron luôn nè. Không? Xong mình leo lên mình nằm mình massage, còn này mình nhà đó là mình leo lên đây mình tập nè. Nhà bự là đã, nhà bự đã quá, để đủ đồ. Còn này, cái này là quầy rượu của ông chồng mình. Rồi. Đó. Wow. Chưa? Có bán rượu không? Wow. Cái này để nhìn cho Lê Quang anh nhìn thấy nè, anh Quang ơi, nhìn thấy không anh Quang? Đừng có làm ổng thèm chị. Đó. Như một cái vàng rượu nè. Ủa, em thấy anh Tuấn ảnh có một cái vàng rượu chát nữa đó, nhiều lắm, ở đâu? Đây. Ở phía bên này. Thấy chưa, em biết luôn chứ bộ. Đó, đây thấy chưa? Rượu chát nè. Quá trời luôn. Rượu chát trong tủ. Một rượu buổi tối chị uống một ly đi chị. Hả? Chị buổi tối uống. Một shot nhỏ thôi. Không có biết uống luôn. Trời ơi. Thường rượu chát chỉ có biết nhắc một chút xíu cái gì, cái Tererosa thì nó ngọt lắm, nó chừng 5% rượu. Rồi là nó ngọt ngay à, thì bỏ đá vô uống giống như siro thì uống chơi được. Mình uống vô một chút xíu là chịu không nổi, là tại nó tại vì mình không quen uống đó. Chứ còn thực sự ra người ta cũng nói là nếu mà mỗi ngày mình uống một ly rượu chát thì rất là tốt, nhưng mà mình không có quen. Là phía trước nhà mình cũng có một cái sân ở phía trước luôn. Đúng nè. Đúng rồi, nhà chị Ngọc có cái sân trước đẹp. Mà coi nhà này mới lấy về nè. Cái gì chị? Sư tử. Ôi ôi. Thấy không? Đẹp không? Bằng sao, đá. Sao chở về được vậy? Anh Tấn á, không biết sao mà khiêng về nổi đó. Mưa mướn một cái xe UHO xong rồi lấy từng chục. Nhưng mà chắc là mình cũng phải có cái thế đó. Mà cái này là bằng marble, chứ không phải là bằng marble nó nặng lắm. Mà cái này là nguyên một con bao, luôn. Trời đất, cô để đâu vậy? Để trước sân. Để trước xong sân. Xong rồi cái cửa trước, cái này là cửa chính, cửa trước ra. Đi vô rồi mới là cái cửa cửa trong nhà. Thêm nhà tới hai cửa lận. Hai cửa lận, cái trước cũng có chỗ ngồi chơi. Đó, rồi cây Honda cũ ơi là cũ nè, nhưng mà tại vì để cho vui collection đó. Cây lan nè, đẹp không? Ồ, ông lan đẹp quá ha. Yeah. Ôi mà hồi tối đến giờ đó mà nó ra 5-6 nhánh bự như vậy mà nó giờ vẫn còn tươi rói luôn. Thì vậy thôi, nhưng mà nói gì chứ nhà mà bự thì mệt thêm, tại dọn nhiều. Mệt thôi, chẳng gì. Sao TV giờ chị cũng đâu có là... Chị? TV? Chị không có những cái show mà đông người đó thì không thể làm cho cái luật là không được tụ tập quá đông người. Show chị thì vẫn muốn Giáng Ngọc làm, mà tại vì chỉ có một người duy nhất mà thôi. Và khi quay hình đó thì hai người cũng cách nhau, ngồi cách nhau, và cái người quay, cái anh quay hình anh cũng ngồi trong góc, cho nên thật sự ra mình vô là một cái cửa riêng, mình đi vô thẳng trong đó, mình ngồi lên trên đó là mình nói chứ là mình đi về thì ok. Nhưng mình cũng vừa rồi thì mình cũng xin nghỉ 2 tuần, tại mình muốn cho nó chắc ăn á. Cái đến tuần này cái mình thấy ủa nó chưa xong gì hết,
Ủa nhưng mà cái xô của chị, xô của chị là chị cũng phải có một người để chị phỏng vấn chứ, sao mình chị được? Không, thì với cái người phỏng vấn tức là bây giờ mình rồi cái người phỏng, nhưng mà hai người vẫn ngồi xa nhau chứ không ngồi gần nhau. Còn cái đây là mình thì thực ra trong cái thời gian này thì cái thứ nhất là khi mà mình mời các bạn lên thì các bạn cũng sợ chứ, nhiều người họ cũng không muốn đi ra đường, họ muốn gặp ai thì mình cũng hiểu cái tâm lý đó. Chính bản thân mình cũng vậy luôn, tại vì dù là bạn bạn chứ mình cũng biết bạn có kỹ giống mình không, đúng không? Cho nên nên chị thấy làm giống như em là xem nhất, là tức là ở nhà qua phone không có thể nào. Bây giờ giờ em cũng phỏng vấn ai cũng ok không sao hết, còn như chị là không được. Cho nên đó là lý do mà những cái chương trình văn học cũng phải phát lại trong cái thời gian này. Có nhiều chương trình phải phát lại lắm, nhưng mà chắc là khán giả cũng phát lại chương trình của em không? Có những cái chương trình cũ là bây giờ phát lại để cho mọi người xem lại. Có cái chị điện thoại chị kêu nhớ phát lại chương trình bà Tám nhiều nhiều nha. Tại chương trình bà Tám vui chứ bộ. Vui chứ bộ. Bữa Tám em chị Tám vui. Sao rồi em ở nhà em sao rồi? Em có gì hết á. Nhưng mà mẹ em được có mẹ nhà lo thì cũng dạ, đỡ. Dạ em. Rồi con gái em thì sao? Thì con cũng ở nhà hết. Học online thôi. Online thôi à. Ở nhà hết, không có đi đâu hết trơn. Cảm ơn Cam Thơ, cảm ơn cả các anh chị em đồng bọn của Cam Thơ. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ chị thật sự ra mình không có chút bất cứ một cái gì hết, tại công việc là nói nằm yên tại chỗ coi như mình cứ ngưng cái thời gian này, thôi sợ ngưng lại, lúc nào cũng luôn được bình an sức khỏe là cái đó quan trọng nhất. Mà mình nghĩ cái xấu thì mình cũng nghĩ những cái một vài cái tốt, tức là cái này thì mình mới thấy là người Việt Nam mình thương yêu nhau làm sao, rồi mình mới được enjoy lúc mà gia đình được quây quần bên nhau. Tại vì tự ra gia đình là mình khó khi nào có cái dịp được ngồi chung với nhau mà có dịp được nhiều nhiều như vậy. Như em nào bây giờ có em, có con em, có má em, có chồng em, tức là đại gia đình sống còn mà chưa bao giờ được nhìn thấy mặt nhau lâu như vậy luôn. Dạ đúng rồi. Mỗi ngày đi không à, người này đi người kia về, người kia về, người kia đi, đi không à, đi suốt ngày ngoài đường có nhà đâu. Trời ơi, kỳ này rồi là cũng ở nhà suốt. Nhìn nhau là cơ hội được gặp nhau rồi. Bởi vậy cho nên cơ hội cãi lộn nhiều lắm, nhưng mà nhưng mà chắc cũng sắp hết rồi, đỡ chứ hoài vậy chắc không biết làm sao nha. Thì đó, thì thôi cũng cầu cho mọi chuyện mau mau chóng qua để cho mọi người được sinh hoạt lại bình thường. Tại vì bây giờ đời sống mà cứ vậy riết chắc cũng chết bị khủng hoảng. Thấy Facebook giờ nhiều người cũng coi như là không biết làm gì nữa, uống trò hết vui lắm. Thôi cái đó là nguồn vui của mọi người. Dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị Ngọc. Rồi giữ sức khỏe nha. Có gì là mới mới alo nha. Chúc chị chúc chị coi như là may khẩu trang nhiều nhiều để tặng cho mọi người. Rồi bây giờ chuẩn bị may tiếp đây. Dạ. Tại vì ở nhà rảnh không biết làm gì, coi như mình làm cho nó vui nhé. Cho giết thời gian hả? I know. Okay. Chào mọi người nha. Dạ, bye chị. Bye nha. Dạ. Trời ơi, vui quá, hôm nay được Tám với chị Giáng Ngọc rất là vui. Và được chị Giáng Ngọc chiếu nhà của chị Giáng Ngọc cho các bạn coi. Tại mấy lần Tám tới nhà chị Giáng Ngọc chơi á, nhưng mà cũng không có dám chiếu. Tại vì nhà của người ta mình đâu có dám chiếu nhiều đâu, mình dám chiếu sợ. Thì hôm nay chị Giáng Ngọc coi như là giới thiệu cái nhà chị rộng đẹp lắm, đã lắm. Với lại có một cái này nữa nè, anh hai á, mỗi lần mà Tám ngồi đây Tám Tám với lại Phước Tài nè, hay là Tri Di nè, hay là đó nãy chị Giáng Ngọc cũng vậy, là ổng đi ra vô là ổng dòm vô ổng chào, ổng cũng tám dữ lắm, ổng chào vậy thôi à. Còn kêu ổng ngồi ổng tám với mình ổng chịu. Kêu ổng ngồi ổng tám với mình ổng nói thôi anh làm biếng quá, em tám đi, em tám được rồi, anh khỏi tám. Lâu lâu anh hỏi thăm người ta được rồi. Hay không các bạn, thấy không các bạn? Thôi kệ đi, để cho ông nghỉ ngơi đi. Tám khỏe thì tắm tám, còn ổng chừng nào ổng muốn tám thì ổng tám, còn muốn thì thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của Tám và chị Giáng Ngọc. Hẹn lại các bạn vào clip sau. Bye bye.